Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sống khỏe cùng IDC Live, được phát sóng hàng ngày vào lúc 20 giờ trên kênh IDC Live. Thúy Minh rất hân hạnh được đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay để cùng đi tìm hiểu căn bệnh vô sinh hiếm muộn. Mến, căn bệnh vô sinh hiếm muộn là một căn bệnh rất phổ biến hiện nay, và đặc biệt đối với nữ giới thì căn bệnh buồng trứng đa nang là một trong những nguyên nhân đầu tiên và quan trọng nhất dẫn tới tình trạng vô sinh ở nữ giới. Vậy căn bệnh buồng trứng đa nang là gì và có những giải pháp nào có thể khắc phục được tình trạng này? Để giải đáp cho câu hỏi trên thì ngày hôm nay chương trình đã mời đến trường quay bác sĩ Phạm Thành Sơn, hiện đang là giám đốc của phòng khám FFA Clinic, chuyên gia trong lĩnh vực vô sinh hiếm muộn. Vâng, xin chào bác sĩ Phạm Thành Sơn ạ. Cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời của chương trình và có mặt tại đây ngày hôm nay. Và đối với chủ đề buồng trứng đa nang thì chương trình có nhận được câu hỏi của chị Lê Thị Hương Liên, sinh năm 88 ở Long Biên, Hà Nội. Hiện tại thì chị đã lập gia đình được 1 năm và hiện tại không kế hoạch gì cả mà vẫn chưa có tin vui. Vợ chồng chị đến viện kiểm tra, kết quả chị bị buồng trứng đa nang, kinh nguyệt của chị hiện tại không đều, lúc thì 30 ngày, lúc lại 40 ngày mới có. Kinh nguyệt kéo dài 4-7 ngày thì hết. Sắc kinh đỏ thâm, có hồn cục. Những ngày đến chu kỳ thường có hiện tượng đau bụng và đau lưng. Ngoài ra thì chị không có tiền sử bị bệnh gì cả. Vậy thì đối với trường hợp của chị Hương Liên thì bác sĩ có thể phân tích rõ hơn về tình trạng bệnh hiện tại của chị được không ạ? Cảm ơn bạn Hương Liên đã gửi câu hỏi tới chương trình IDC Live. Hiện tại với cái trường hợp của bạn Hương Liên, khi mà đã đi thăm khám và được các bác sĩ chẩn đoán là gì là buồng trứng đa nang, có nghĩa là bạn đang gặp phải cái vấn đề đó, có nghĩa là gì, cái buồng trứng của bạn nó không có sự phóng loạn, và trong một cái buồng trứng thì nó có rất nhiều cái nang nhỏ đấy. Đây là một cái hội chứng mà hiện tại đang chiếm tầm 6-10% các nguyên nhân để gây ra về vô sinh hiếm muộn. Vậy thì ngoài những cái dấu hiệu để nhận biết bệnh buồng trứng đa nang mà chị Hương Liên vừa chia sẻ bên trên thì còn có những cái dấu hiệu nào nữa để nhận biết ra căn bệnh này không ạ? Các dấu hiệu để chúng ta có thể nhận biết ra mà buồng trứng đa nang hay gặp thì kể đến đầu tiên chúng ta phải nói đến đó chính là cái sự rối loạn kinh nguyệt. Bởi vì ở buồng trứng đa nang nó có cái rối loạn phóng loạn, có nghĩa là thì các nang loạn nó có các vỏ rất là dày, cho nên là thì chúng ta không có cái sự phóng loạn, dẫn đến là thì cái pha hoàn thể chúng ta bị rối loạn. Thì như thế cái chu kỳ kinh nguyệt thường thường nó sẽ kéo dài hơn. Đấy, và mình điều trị trong 2 năm qua thì nó sẽ có gặp rất nhiều các bạn có thể 3 tháng mới có kinh một lần, 6 tháng mới có kinh một lần, và thậm chí là thì còn 1 năm mới thì mới có kinh một lần. Và mỗi lần các chu kỳ thì có thể nó sẽ kéo dài cái số ngày ra kinh ấy, nó có thể lên đến 7 ngày, 10 ngày, và thậm chí là thì có thể lên đến 2 tuần. Cái dấu hiệu thứ hai, bởi vì đây là cái tình trạng nó bị cường androgen, có nghĩa là gì, nhiều hormone của đàn ông hơn một chút, cho nên chúng ta đôi khi chúng ta có thể gặp một số các bạn nữ mà có thì có râu ria rất là nhiều đấy, hoặc là gì có những lông chân, lông tay đấy, gọi cường androgen mà đấy, hormone nam sẽ nhiều hơn một chút. Đấy là cái dấu hiệu về thứ hai. Ngoài ra thì cái dấu hiệu thứ ba nữa, bởi vì tình trạng buồng trứng đa nang nó sẽ gây đến một cái đó chính là kháng insulin. Khi kháng insulin thì nó sẽ gây ra cái tình trạng béo phì ở nữ giới, và cái tình trạng buồng trứng đa nang này chúng ta sẽ gặp 30-40% các bạn nữ có hội chứng này thì nam có cái tình trạng là thừa cân và béo phì. Đấy là một số những cái mà chúng ta hay gặp nhất. Còn về sức khỏe thì gần như là nó không ảnh hưởng thì quá nhiều, nó ảnh hưởng nhiều đến cái vấn đề về vô sinh hiếm muộn thôi. Có thể thấy là có rất nhiều cái dấu hiệu để có thể nhận biết ra căn bệnh buồng trứng đa nang này.
Nhưng mà đối với trường hợp các chị em ở vùng quê chưa có cơ hội tiếp xúc với khoa học kỹ thuật, khó có thể phát hiện ra bệnh, thì nếu mà để cho bệnh buồng trứng đa nang này diễn biến quá lâu mà không có phương pháp điều trị kịp thời thì nó gây ra những cái nguy hiểm và hậu quả như thế nào thưa bác sĩ? Về buồng trứng đa nang thì theo các nghiên cứu thì nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe của người phụ nữ đấy, và nhưng mà đặc biệt thì nó lại gây ra đến 80% về vô sinh hiếm muộn ở cái nhóm rối loạn phóng loạn đấy. Cho nên là nếu mà để về lâu về dài, khi mà chúng ta phát hiện ra cái buồng trứng đa nang thì chúng ta sẽ nên đi thăm khám sớm để được hỗ trợ kịp thời để có con sớm, nếu không thì sau này nó sẽ gây ra cái tình trạng vô sinh hiếm muộn cũng chết, là có thể qua đó sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình về sau này. Vâng, vậy đối với tình trạng bị buồng trứng đa nang như của chị Hương Liên vừa chia sẻ thì ta có thể áp dụng những cái phương pháp điều trị như thế nào và lộ trình điều trị cụ thể như thế nào và mất thời gian bao lâu thưa bác sĩ? Với cái trường hợp mà buồng trứng đa nang ở thể nhẹ thì gần như là chúng ta có thể ăn uống bổ sung các vitamin hàng ngày, ăn rau xanh, sắt, axit folic, các chất chống oxy hóa như là vitamin C rồi omega 3 thì chúng ta đã có thể cải thiện được cái buồng trứng đa nang rất dễ. Rất nhiều bạn nữ thì tuy rằng bị buồng trứng đa nang nhưng mà mỗi tháng thì vẫn hành kinh khá là đều và vẫn có thai được tự nhiên. Còn những cái trường hợp mà nặng hơn một chút đấy, thì chúng ta có thể sẽ bắt đầu thì chúng ta dùng các phương pháp hỗ trợ, ví dụ như là dùng thuốc ngoài các loại vitamin tổng hợp rồi sắt, axit folic, vitamin C, omega 3 vân vân, thì chúng ta sẽ dùng thêm các hoạt chất, các loại sản phẩm mà có được cái hàm lượng chất mioinositol cao. Hiện nay thì nó sẽ trong đó thì nó sẽ hỗ trợ được cho thì các nang loãng thì nó phát triển vượt trội lên, qua đấy thì chúng ta thì có thể sẽ có thai được. Bằng ngoài ra nữa thì trong 283 cặp mình điều trị vô sinh thành công thì có 90 cặp buồng trứng đa nang, thì trong đó có cái cặp số bạn Phương Thùy ở Nam Định thì phải drip linh buồng trứng, có nghĩa là thì chúng ta sẽ mổ nội soi và có thể thì cắt góc buồng trứng để bớt cái nang trứng đi, hoặc là chúng ta chọc cái nang trứng nội soi như để thì chúng ta cắt nang nó bớt đi thì cái khả năng để thì là cắt nang còn lại cái nang thì nó vượt trội lên để phóng loãng thì nó sẽ nhiều hơn và thì nó có thể sẽ có con được. Vâng, và xin cảm ơn bác sĩ Phạm Khánh Sơn với những cái chia sẻ rất là gần gũi cũng như là rất là cụ thể về căn bệnh vô sinh hiếm muộn do đa nang buồng trứng ở nữ giới vừa rồi ạ. Vâng, như vậy là qua những chia sẻ của bác sĩ Phạm Thành Sơn vừa rồi thì có thể thấy là căn bệnh buồng trứng đa nang rất là phổ biến ở nữ giới và chúng ta nên điều trị bệnh một cách sớm nhất để đề phòng những cái hậu quả và những cái nguy hiểm về sau. Và thời lượng của chương trình Sống Khỏe cùng IDC Life của chúng tôi đến đây cũng xin được phép khép lại. Và một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn tới bác sĩ Phạm Thành Sơn với những cái chia sẻ chuyên môn rất là hữu ích vừa rồi. Vâng, cảm ơn chương trình và chào tất cả quý vị khán giả đang chương trình xem chương trình IDC Life. Vâng, và nếu quý vị muốn có thêm nhiều thông tin sức khỏe hữu ích nữa thì hãy nhớ theo dõi chương trình vào khung giờ 20 giờ hàng ngày. Nhớ nhấn chuông nhận thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một thông tin sức khỏe nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.